Rồi. Chào mọi người ha. Nay nhận cái máy 16 phép 2 biến áp ha. Máy này của bạn gì để tên Chelsea ở trên Đức Huệ Long An ha. Thì bạn có gửi cho mình máy về sửa chữa nâng cấp rất là nhiều. Ở nay bạn gửi cho mình một cái máy nữa ha. Thì mình thấy cái máy này nói chung là dây cộ nè anh em à. Không có xài dắt cắm gì hết, ráo dây hàng thẳng vậy luôn. Thì theo mình nghĩ là dây nguồn không còn ha. Thì theo mình nghĩ cái máy đó với cái máy này là chung một thợ nè anh em. Máy này là của anh Tâm ở bên Vĩnh Long nè. Đó cũng chung nè. Cái máy này là mình mới thay vỏ nha. Đó, anh kêu sửa lại cho nó chạy thôi. Đó, còn anh kêu là để rim. Dây nguồn mình mới thay ha. Thì đây cái này rồi mình nghĩ cái máy đó, máy này với máy 16 này là chung một thợ mà cái dòng máy này mình sửa nhiều mình biết, nhưng điều mình không có chê máy giỏm hay máy gì, thì anh em lựa chọn mua một cái máy thì tiền nào của nấy thôi. Máy giá rẻ thì đồ linh kiện thì nó theo kiểu rẻ thôi đó. Như máy này ngày hôm qua thì nó bị chết con SR thì hàng nó không phải là hàng Philips. Hàng bên mình thì mình xài hàng của Philips tháo máy. Nói chung là anh em nói hàng tháo máy, hàng cũ, hàng giỏm thì cái đó thì cũng đúng một phần nó là hàng cũ thôi, nhưng điều hàng nó là hàng là tốt nha anh em. Đó, nhiều cái mà những cái hàng mới mà nó cũng không bằng cái hàng cũ nè anh em, mà thấy ý cái con này phải à đây đây ha, con này nè. Ngày hôm qua mình thay cho nó nè. Cái này là nó không phải là hàng Philips nha anh em. Hàng nó để là hàng VU gì á. VU. Này nó màu quá anh em không thấy rõ đâu. Đó. Nó là hàng mới nha anh em. Con này là con mới nhưng điều nó xài nó không bằng con Philips tháo máy bên mình. Ở bên mình thì hàng Philips tháo máy nó cũng dạng như hàng chân mới nha. Anh em thấy cái chân không? Còn mới nè. Đây là có để chữ Philips ở đây nè. Hai con nó khác một trời một vực luôn á. Đó. Đó, nhưng điều chip thì nó sẽ khác với nhau. Không. Con ở đây nó có ngẩn, con đây là không có. Thì tiền nào của nấy thôi anh em. Đó. Tại anh em nhiều anh em nói là máy bên ông kia bán giá 1,5 triệu, còn máy này dù bên đây bán sao giá 2 triệu mấy đến 3 triệu thì tùy theo thôi. Đó. Cách bảo hành và chất lượng của máy, chất lượng linh kiện như thế nào. Còn phép thì bên mình thì xài phép là phép thông dụng như 3205 75 N75 80 N70 1010E đó. Phép nào xài cũng được, phép thông dụng đó, chứ không phải là phép lớn là mạnh đâu. Nhiều khi cái có con phép lớn này nè đó, dòng nó chỉ có vài 40-50 ampe nhưng điều nó chịu số volt cao, chứ không phải là anh em cứ nghĩ là cái con phét nó to là nó mạnh đâu. Cái đó là sai lầm nha. Đó, phét thì nó nhiều con nó để chịu đựng áp. Đó, ví dụ như con 3205 này đi thì áp chịu đựng của nó là 50 hay là 55V, 55V, dòng nó là 110A. Đó, còn bên mình thì mình xài con 80N70 là thông dụng nhất hiện tại bây giờ đó. Thứ nhất là rẻ tiền đó, cái thứ hai là con nó xài rất là ok, rất là trâu bò luôn đó. Phép nào anh em xài cũng được, quan trọng là cách anh em cân chỉnh cái phần bầm đầu ra. Nói chung là anh em phải cân chỉnh, tại vì nó liền đi liền nối với nhau hết thì máy nó chạy ok, thì phép nó chạy lúc nào nó cũng sẽ mát thôi. Bây giờ mà anh em gắn con phép dòng 300-400 ampe luôn mà những điều cái máy của anh em cân chỉnh không tốt thì máy nó chạy thì nó sai thông số, nó sai, nó bị sụt áp này kia, nó ăn bình uống bình thì nó cũng sẽ vẫn nổ phép bình thường ha. Nó chết đi SR hoặc nó chết đi OS thì nó vẫn nổ phép bình thường, chứ không phải là phép nhiều mà mạnh. Con phép để chịu đựng dòng, ví dụ như đối với biến áp E42 này thì anh em chạy với 8 con phép này là đã thừa sức rồi đó. 8 con, 10 con, 12 con gì đó. Giờ anh em gắn 100 con nó cũng vậy thôi. Đó, nó có không mạnh thêm. Mạnh thêm là anh em thứ nhất là thêm biến áp, hai nữa là
quấn biến áp lớn hơn đó, tùy theo cái biến áp to nhỏ, mạnh mạnh yếu và do nó thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra ha, cho anh em xem cái mình không phải mình dìm hàng, mình quay cái mục đích cho anh em thấy là tiền nào vải đó thôi đó. Chứ anh em mà anh em đừng đòi hỏi mà đồ rẻ là đồ ngon đó. Nhiều khi anh em nói máy mắc mà xong rồi máy bán cái giá trên trời không mà sao mà mắc quá đó. Cũng có tùy theo người bán la, cứ la bảo là đồ mới đồ ngon đồ xịn, nhưng đều toàn là gắn những cái đồ âm binh không, không phải nhất thiết là đồ mới là đồ ngon nha anh em. Nhiều người bán cái máy làm ra làm không ra ôm gì mà bán giá trên mây trên trời không à. Đó, quan trọng nữa là một phần là tay nghề của anh em cân chỉnh ha, chứ giờ gắn đồ xịn vô mà cân chỉnh cái máy chạy cũng không trơn tru thì nó cũng vẫn hư bình thường thôi. Đó, nói chung là một kinh nghiệm. Có nhiều người ta gắn cái hàng tháo máy, hàng dỏm luôn, hàng không ok, nói chung là hàng xài được đi, nó hàng rẻ tiền luôn, nhưng điều người ta biết cân chỉnh cái máy, người ta đánh không bị cháy, không bị gì luôn. Anh em coi cái máy nè, anh em thấy cái máy không? Nào phét là gắn nè, hàng là lõm chõm như vậy nè, anh em thấy không? Cái cây kia cũng vậy luôn, cái cây 8 phét của anh Tâm hồi nãy nó cũng vậy luôn. Đó anh em đó, thì bảo rồi bán máy mắc rẻ đó, anh em thấy chưa? Đó là bảo rồi tiền nào của nấy đó. Đó anh em thấy không? Giờ cái máy này mình làm rất là kỳ công, rất là cực luôn mà. Đó anh em thấy chưa? Tiền nào phải đó nha. Chạy giờ có 6 con phét à. Rồi anh em đừng có hỏi sao máy mới bán rẻ, hàng vậy thì sao lại tới chừng giờ mình đổi máy lại thì anh em nói sao ông ăn mắc quá. Thay vì đó mình ráp cho anh em cái máy mới, mình bán cho anh em cho nó lẹ. Còn này nè, bây giờ mình phải tháo ra là mình tô chì rồi lại là mình hút từng con linh kiện ra, nó rất là tốn thời gian. Ví dụ giờ cái máy mới của mình đó, cái máy mới của mình không, mình ráp mới cho một buổi đi, buổi sáng đi, còn cái máy này mình làm khoảng một ngày đó. Máy kia mình ráp 4 tiếng, còn máy này mình tháo ra là mình gắn lại là mình làm này kia cả ngày, nói chung là gấp đôi thời gian của người ta. Bây giờ những cái này nó làm rất là cực luôn, vệ sinh rồi tốn xăng tốn cộ rồi rửa mạch rồi lại rất là tốn thời gian. Anh em đừng hỏi sao mà vì nâng cấp rồi máy giá thành nó cao quá. Đó, mình với một phần người ta làm mà còn phải phép này là lúc mà họ gắn là phép mới mà ngành này người ta cạo số. Không, nói chung phép mình không quan tâm đâu, phép gì cho cha đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạm ngưng ha. Thì các bạn này thì sửa máy mình nhiều rồi, bạn kêu làm giống y chang như những cái máy mà mình đã độ trước cho bạn đó. Phần này chắc mình gỡ biến áp ra nè, cảm đồ quấn lại là cảm bể rồi ha. Với mấy cái này là mình làm và mình tháo mấy cái này ra hết luôn, tủ bông cái này mình coi cái không biết cái này họ có khoan không, hình như này họ khoan cái lỗ chạy quầy luôn rồi đó, chắc mình để dây này lại luôn á, cái khoan lỗ chạy quầy rồi gắn cái dung không biết sao đây đó. Thì mình kiểm tra rồi lại hết, mình làm những gì mình sẽ tạm ngưng ha, tạm ngưng rồi cho anh em biết ha. Giờ mặt mình vệ sinh lại nữa rồi anh em đợi tiếp theo ha. Rồi tiếp tục video ha. Máy của bạn Trinh Si mình đã làm xong rồi ha, thì quay cho anh em nhìn kỹ ha, máy mình làm gọn rồi lại ha.
mình đã thay hai cái biến áp nè, cặp tụ nè, và thay ba con SCR, thay cảm luôn. Nói chung là mình làm lại toàn bộ tất cả ha, thì bạn kêu làm theo ý của mình đó, mà làm lại dây nhỏ rồi gọn gàng hết ráo nè, anh em nhìn thấy ha. Dây này là mình xài dây rắc luôn, lỡ anh em có vô nữa thì anh em chỉ cần mở bốn con ốc ở dưới chân đây và tháo quạt ra là anh em rút dắt ra, dở mạch lên anh em sấy được ha. Đó, mình làm mình phải có tính tới cái chuyện mà để còn để sửa chữa sau này nữa, chứ không phải mà mình hàng cái kiểu dây hàng chết vô ha. Thì đây nè, mình gỡ mình thay biến áp nè. Cảm thì SCR nè, tụ bông, nói chung là ôi những thứ linh tinh. Rồi bây giờ mình sẽ test máy ha, thì bạn yêu cầu mình quay clip cho bạn xem chơi. Rồi nút này là chỉnh mạnh yếu nè, mình bắt cho bạn hai cái cọc rời ha. Đó, cọc cò bóp cho bạn. Rồi lúc này chỉnh bật đây, đây là tắt, bật đây là tốc độ nhanh chậm nha. Bằng đêm tiếng nó hơi ồn nè anh em, dặn lên đây ha, càng ngày càng nhanh. Ở dặn qua hết lốc đây là đánh vừa luôn, là tổng hợp ha, có thể bạn chỉnh nhanh chậm. Đó, đánh lốc rê thì bấm chậm như là cá nó ở dưới tầm sâu lên ha. Đó, để mình lấy cái nắp mình đậy lại cho nó kêu nhỏ bớt anh em. À, nếu đánh tổng hợp rô phi rồi luôn thì cho qua đây cho nó trộn nhanh tí xíu. Rồi thì máy có đầy đủ chế độ chống chập giật, làm lại đầy đủ ráo ha. À, tại con tay quay hút miếng xốp, các bạn hút miếng xốp nó kêu ha. Đây mình quay cái chế độ chống chập giật. Rồi máy ok nha, đầy đủ chế độ ráo, mà làm kỹ lưỡng đâu đó đàng hoàng ha. Kẹp thì mình thay kẹp bên cho bạn, nói chung xài kẹp này cũng được ha. Ở về bôi mỡ bò vào dây, thay dây nguồn luôn, nói chung là cái máy này làm lại tất cả ráo, chỉ còn được dàn phép thôi nha. Đó, với phần dao động này mình làm lại nữa nè anh em, chứ mình đi lại cái đường mạch ở dưới nữa. Đó, cái máy thì nó chạy rất là mát. Cảm là mình thay tụ rồi ráo đầy đủ ráo, đó là mà chống chập giật ha. Chỉ còn được cặp quạt với 16 con phép này, đó chiếc áp rồi mình thay ráo luôn. Mà gắn thêm hai cái cọc lo, còn hai cái cọc cũ này của bạn còn xài ok, để luôn này về sạch miếng nhớt mỗi bò mở bò vào rồi là xài ok ha. Đã tốn chi phí chứ cái máy này làm lại nguyên con cũng khá nặng vốn anh em. Nhưng điều mình làm mà mình bảo đảm cho bạn là đánh ok nha. Máy này là làm mà bạn về sử dụng kỹ có thể 1-2 năm nữa là chưa hề hớn gì nha. Bảo đảm luôn, tại vì mình làm ở trên bạn nhiều cây rồi. Đó, nhiều cây đánh u rất là ok luôn, mình độ ha, mình chưa bán cho bạn một cây mới nào. Nhưng điều bạn gửi cho mình là cây này cây thứ tư, thứ năm gì rồi. Đó, nhiều cây lắm. Đó, mình có độ cho bạn rồi rất là nhiều. 4-5 cây gì, không nhớ. À, đây ha, cái lỗ này mình khoan tí xíu nè, lỗ nó hơi nhỏ, nó không đủ quạt. Cái quạt này 6 phân thì anh em tính khoan cái lỗ này cho nó thoáng tí xíu. Chứ anh em chơi không khác gì anh em đang thở là lấy đồ bịch lại lấy gì thở. Đó, nó ít ra nó có lỗ thoát khí, thoát gió cho nó đẩy hơi nóng ra ha. Máy này chạy nó không nóng mà sao nó nóng cái cụm cảm này thôi. Đoạn như đẩy nóng với nó mát mấy cái SCR này nè. Đoạn SCR nó nóng nó sẽ bị dẫn thông. Đó, đối với máy chạy tần số cao quá cao thì SCR nó sẽ bị nóng ha.
không phải là tần số cao là ăn được cái rô phi đâu. Đó. Anh em làm đúng áp đúng đồ, đánh cỡ chừng 200 hẹt, 200-250 hẹt là cá phi chết cứng rồi. Đó. Rồi. Ok nha. Rồi anh em nào cần độ máy, nâng cấp máy. Đó. À, nâng cấp máy ha, sửa chữa máy thì liên hệ mình. Đó, với máy đặt máy mới đâu ha, từ mà máy lớn cho đến máy nhỏ, máy nhỏ đến máy lớn, đó, từ ngọt cho đến mặn. Đó, anh em liên hệ mình ha, với số 9 là 0799933397 ha. Rồi chào tạm biệt mọi người.